Hãy nhìn mớ hỗn độn trong sân kìa. Đừng lo lắng bố ơi, con tới đây để giúp bố. Hãy nhổ cỏ ở sân nào. Đào hố 3 trong 1 cây con. Cọc đỡ cây con. Bắt các con bỏ trước. Tỉa lá heo. Làm tốt lắm, vì hiện nay là phần thưởng cho bạn. Ừ, tại sao ngôi nhà cho thú cưng lại tồi tàn thế này? Đừng lo lắng bố ơi, con tới đây để giúp bố. Hãy nhồi bông vào đệm nào. Đẹp lại. Chọn màu bạn thích. Phun sơn màu thật đẹp cho ngôi nhà của chú cún. Nhà của chúng nào. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, huy hiệu này dành cho bạn. Ồ, một cậu bẩn quá và trên sàn đang có đầy bò. Bươi lên đi bố ơi, để đó cho con. Đến và hút hết những con bọ. Chạm vào con bọ để đuổi nó đi. Xịt nước tẩy rửa vào bồn cầu.
Nhìn vào lũ bị trùng kia, bỏ diệt chúng đi. Đã không ổn ở bồn cầu, hãy kiểm tra xem. Không hoạt động, hãy sửa nào. Đã được sửa xong bồn cầu. Làm tốt lắm, vì hiện nay là phần thưởng cho bạn. Ồ, giấy dán tường bị rách và bức ảnh cùng bị vỡ. Đừng lo lắng bố ơi, con tới đây để giúp bố. Hãy bóc giấy dán tường ra trước. Sạch cả phần còn sót lại. Chọn giấy dán tường mà bạn thích. Dán giấy dán tường bằng cách kéo xuống dưới. Đến và ghép thành bức ảnh. Một lỗ trên tường trước. Hãy dành cho bạn. Tủ lạnh và máy ép trái cây bị hỏng. Vui lên đi bố ơi, để đó cho con. Làm tan băng trong tủ lạnh. Phân loại thực phẩm và cháo vào tủ lạnh. Cho bánh răng bị hỏng vào thùng rác.
bôi dầu trơn để chạy các quánh răng. Là tốt lắm, vì hiện nay là phần thưởng cho bạn.